Đám cưới Minh Hằng, đàn trai toát mồ hôi trước loạt thử thách, chú rể trèo ban công hôn vợ. Sáng 13 tháng 6, Minh Hằng và chồng tổ chức lễ gia tiên ấm cúng tại nhà riêng. Trên nền không gian được thiết kế tinh tế, hai nhân vật chính của buổi lễ nổi bật với vẻ hạnh phúc và ngoại hình xứng đôi. Sáng 13 tháng 6, nhà riêng của Minh Hằng tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc trước thềm lễ gia tiên của nữ ca sĩ. Đội hình dâu phụ xinh xắn và tươi tắn cũng xuất hiện từ sáng sớm phụ giúp Minh Hằng. Đặc biệt, cả 6 nàng phụ dâu này đều là những gương mặt đình đám của showbiz Việt Nam, gồm Khải Như, Khả Ngân, Emma Lê và Annie Thu Thủy, nhóm Lippy. Ngoài ra, hai học trò của Minh Hằng tại chương trình The Face 2018 là Như Mỹ và Trâm Anh cũng có mặt trong dàn dâu phụ. Nhóm dâu phụ trò chuyện, chơi đùa vui vẻ và động viên Minh Hằng giải tỏa bớt căng thẳng trước sự kiện quan trọng. Cả 6 bông hoa xinh đẹp đều không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc vui mừng cho Minh Hằng, người bạn, đàn chị thân thiết nhiều năm. Đúng giờ lành, ông xã Minh Hằng cùng dàn rể phụ điển trai gồm Trương Thanh Long, Lưu Mạnh Hải, Tôn Tuấn Kiệt, Trần Huy Anh, Trung Nguyễn đã có mặt tại nhà của nữ ca sĩ tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trước khi được gặp Minh Hằng, ông xã và dàn rể phụ phải trải qua hàng loạt trò chơi khó nhằn khiến mọi người hào hứng. Những phần thử thách về thể chất và trí tuệ mà Minh Hằng dàn dâu phụ đưa ra làm phía đàn trai dở khóc dở cười, thúc đẩy không khí sự kiện thêm vui tươi và hạnh phúc. Sau khi vượt qua mọi trò chơi, phía chú rể, phụ rể cũng đã tiến vào bên trong, nghi thức lễ gia tiên chính thức bắt đầu. Xuất hiện tại lễ gia tiên, Minh Hằng rạng rỡ trong bộ áo dài màu trắng thức tha, không còn hình tượng mạnh mẽ và phóng khoáng thường thấy. Nữ nghệ sĩ trong dịp đặc biệt này khoe nhan sắc dịu dàng cùng nụ cười hạnh phúc luôn trên môi. Trong khi đó, ông xã của cô bảnh bao với bộ vest. Buổi lễ gia tiên diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng. Hai bên gia đình dành những phần quà, lời chúc phúc đến cặp đôi trai tài gái sắc. Minh Hằng và chồng cũng không giấu được sự xúc động tại ngày trọng đại này. Khoảnh khắc cả hai thực hiện từng nghi thức truyền thống trước bàn thờ tổ tiên, chia sẻ cảm nhận của bản thân, đem đến nhiều cảm xúc. Lễ gia tiên của Minh Hằng và chồng đã được cả hai lên kế hoạch chuẩn bị từ 3 tháng trước, ngay sau khi nữ ca sĩ nhận lời cầu hôn. Đặc biệt, toàn bộ mọi sự thiết kế tại buổi lễ gia tiên đều do Minh Hằng quyết định. Ông xã chiều chuộng theo mọi ý định của sao phim Bảy Ngọt Ngào và ủng hộ tất cả sự lựa chọn của cô. Trước đó, dòng ca Sắc Môi Em Hồng đã có dòng xúc động về đám cưới cổ tích sắp diễn ra. Ngày còn thơ bé, ngày mà em chỉ biết quậy phá chứ nào biết tình yêu là gì. Nhưng thấy trên TV cô dâu được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, rồi cũng bày đặt chơi trò đám cưới. Cô bé khi ấy e thẹn bước vào lễ đường trong trí tưởng tượng của mình. Tuy chỉ với chiếc khăn màu trắng quấn thành váy dài và nhấn nhá bằng đôi ba hoa dài bên vệ đường, nhưng cũng đã ý thức được rằng bản thân phải trở nên thật đặc biệt và chiếc váy cưới chính là điều tiên quyết của cô dâu. Thời gian trôi qua, cô bé ngày nào nay đã đứng trước cánh cửa hôn nhân và mình bắt đầu chuyến hành trình từ Nam ra Bắc để đi tìm chiếc váy cưới trong mơ với bao nhiêu là nhà thiết kế danh giá, ướm lên mình những chiếc váy đắt tiền và lộng lẫy nhất, nhưng mình đã không tìm ra sự đồng điệu. Trong những đêm không ngủ, mình đã bừng tỉnh với giấc mơ khuôn mẫu ấy và định nghĩa lại chiếc váy cưới trong mơ. Báu vật ấy không nằm ở giá tiền cao ngất ngưỡng mà chính là nằm ở sự phù hợp. Mình muốn mặc một chiếc váy mà trái tim đập rộn ràng và mất bình tĩnh như tất cả cô dâu ngoài kia. Báu vật ấy cũng giống như người đàn ông đi bên cạnh mình, nhất định phải là phù hợp nhất cho cuộc sống sau này của bản thân. Áp lực là có, nhưng nếu hỏi mình chuẩn bị có mệt không, mình xin trả lời là không. Mình tận hưởng từng phút giây khi được tự tay chuẩn bị mọi thứ, vì chắc chắn sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là mình đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ vô lo. Ngày vui của mình, có mọi người đến chung vui, nên mình cũng muốn làm cho mọi người vui hết mức. Tiệc cưới này sẽ có những bất ngờ nho nhỏ với tấm lòng to. Sự chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến chỗ ngủ được chìm đắm với sóng biển rì rào để mọi người luôn được dâng trào cảm xúc và hết mình cùng nhau. Mình hay nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong top keywords của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh.